Chúng ta cùng thực hành tiếp bài số 9. Unit 9. Natural Disasters. Phần Looking Back. Trong tiết học này, các em sẽ làm các bài tập để ôn luyện về từ vựng và ngữ pháp. Đối với từ vựng thì chúng ta sẽ có các từ và cụm từ theo chủ đề của bài số 9, những thảm họa thiên nhiên. Về phần ngữ pháp thì các em sẽ ôn tập lại thì quá khứ đơn kết hợp thì quá khứ tiếp diễn. Yêu cầu hoạt động số 1, chúng ta viết tên của mỗi thảm họa thiên nhiên vào mỗi chỗ trống. Number 1. Câu 1. A lot of water in an area. Rất nhiều nước ở khu vực này. Và kết hợp và nhìn vào tranh thì chúng ta có thể thấy đây là một cơn lũ. Chúng ta sẽ viết cho cô danh từ flood. And number 2. Câu số 2. Heavy rain and strong winds. Là mưa to và gió rất mạnh. Và nhìn vào tranh nữa thì chúng ta thấy đây là một cơn bão. Các em sẽ viết danh từ storm. Câu số 3. The earth trembling. Là trái đất rung lắc. Thì đây là trận động đất. Các em sẽ viết cho cô là earthquake. Number 4. Câu số 4. Ash and gas. Tro bụi và khí. Như vậy thì đó chính là sự phun trào núi lửa. Volcanic eruption. And number 5. Câu số 5. Rocks and mud coming down hills or mountains. Đá và bùn trôi xuống từ trên đồi hoặc là núi. Như vậy thì đây là sạt lở đất. Chúng ta sẽ viết cho cô danh từ landslide. Hoạt động số 2. Điền vào mỗi chỗ trống với hình thức đúng của từ trong ngoặc. Ở phần này thì các em hãy lưu ý đọc trước những cái phần cho trước trong từng câu. Chúng ta dựa vào phần chủ ngữ, động từ, phần đứng trước và đứng sau của chỗ bỏ trống để các em có thể biết được là trong phần bỏ trống chúng ta cần một danh từ, một động từ hay là một tính từ. Câu số 1. The tsunami brought to cities and towns near the sea. Và các em có từ destroy là từ cho trước. Thì trong câu này chúng ta thấy chủ ngữ là tsunami, sóng thần. Và từ brought đây đã là động từ rồi. To cities and towns. Như vậy thì câu này muốn nói rằng trận sóng thần gây ra cái gì đó cho những thành phố và thị trấn gần biển. Vậy thì chỗ bỏ trống này chúng ta sẽ cần là một danh từ. Cho nên các em sẽ điền cho cô là destruction, là hình thức danh từ của động từ destroy. And number 2. Câu số 2. The government has developed some systems to help make about natural disasters predict. Chúng ta có động từ predict là dự đoán. Chính phủ đã phát triển một vài hệ thống để giúp đỡ đưa ra những cái sự dự đoán về những thảm họa thiên nhiên. Như vậy thì chỗ bỏ trống này chúng ta cũng cần một danh từ. Cho nên với động từ predict, chúng ta sẽ chuyển thành predictions, là những sự dự đoán. Number 3, câu số 3. We are donating money and food to help the of the landslide. Và chúng ta có từ victim. Thì hiện tại đây là một danh từ. Chúng ta đang khuyên góp tiền và thức ăn để giúp đỡ. Và giúp đỡ cho ai? Đây là giúp đỡ cho những nạn nhân của trận sạt lở đất. Như vậy thì chúng ta sẽ điền vào đây cho cô danh từ victims, nhưng mà nó ở dạng số nhiều các bạn nhé. Number 4, câu số 4. The local authorities, the villagers about a landslide yesterday. Những nhà chức trách địa phương như thế nào đó với những người làng về một trận sạt lở đất ngày hôm qua. Vậy thì các em thấy ở đây là local authorities, nó đã là chủ ngữ rồi. Vậy thì phía sau chủ ngữ chắc chắn chúng ta phải còn thiếu phần động từ. Cho nên từ warning các em sẽ đưa về hình thức động từ ở đây. Một điều lưu ý nữa là trong câu có từ yesterday, là ngày hôm qua. Như vậy thì chúng ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ đơn. Chúng ta có từ warned. Những nhà chức trách địa phương đã cảnh báo với những người làng về vụ sạt lở đất ngày hôm qua. And number 5, câu số 5. Rescue are trying hard to save people in the flooded area. Và chúng ta có động từ work là từ cho trước. Trong phần này thì các em có thể thấy là are trying. Đây là một cụm động từ. Ai đó đang tích cực hay là đang cố gắng để cứu giúp những người ở khu vực bị lũ lụt.
Như vậy thì chúng ta thấy là ở chỗ bỏ trống này mình còn thiếu một từ hoặc là một cụm từ để làm chủ ngữ. Trong đó từ rescue đứng trước, vậy thì cái danh từ chính nó sẽ nằm ở chỗ bỏ trống này. Cho nên các em sẽ đưa từ work vào đây và chúng ta biến nó thành danh từ worker. Và đương nhiên là chúng ta phải để từ workers ở dạng số nhiều, bởi vì động từ to be đứng sau nó là are. Rescue workers are trying hard to save people in the flooded area. Những nhân viên cứu hộ đang tích cực cứu những người ở khu vực bị lũ lụt. Đó là nội dung của hoạt động số 2. Ở phần 3 và 4 thì chúng ta sẽ luyện tập về ngữ pháp. Và như cô nói ở phần đầu video thì chúng ta có thì quá khứ tiếp diễn. Đồng thời có những câu với sự kết hợp của thì quá khứ đơn với thì quá khứ tiếp diễn. Và yêu cầu của bài số 3 là chúng ta chia các động từ trong ngoặc ở thì đúng của nó. The past simple hoặc là past continuous, nghĩa là quá khứ đơn hay là quá khứ tiếp diễn. Như vậy để biết được đó là thì nào thì chúng ta phải đọc tình huống trong câu, nhớ được ý nghĩa của hai thì này và những cụm trạng từ chỉ thời gian ở trong câu. Ở câu số 1 thì chúng ta sẽ chia động từ do. Các em lưu ý ở đây, cuối câu mình có là 8 o'clock yesterday morning, và lúc 8 giờ sáng hôm qua. Vậy thì đây là một hành động mà đã đang diễn ra tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Đó là cái ý nghĩa của thì quá khứ tiếp diễn mà chúng ta đã học trong bài. Như vậy câu này chúng ta sẽ chia là bạn đã đang làm gì vào lúc 8 giờ sáng hôm qua. Thì với chủ ngữ là you, chúng ta sẽ chia động từ to be were. Và ở đây sẽ là doing. What were you doing at 8 o'clock yesterday morning? Câu số 2. Last year, earthquakes và động từ destroy a lot of houses in Japan. Thì trong câu này các em có thể thấy được một cụm từ gợi ý cho mình, đó là last year, năm ngoái. Và câu này muốn nói là năm ngoái những trận động đất đã phá hủy rất là nhiều nhà cửa ở nước Nhật. Hành động này đã diễn ra và kết thúc trong quá khứ, và cụm từ cho chúng ta biết điều đó đó chính là last year, năm ngoái. Cho nên với động từ destroy này các em chia cho cô ở thì quá khứ đơn. Động từ có quy tắc, chúng ta thêm ed vào. Number 3, câu số 3. Ở câu này các em sẽ chia hai động từ water và động từ come. Chúng ta cần xác định xem đâu là quá khứ đơn và đâu là quá khứ tiếp diễn. Có lẽ câu này sẽ là sự kết hợp của hai thì này. Chúng ta có thể thấy được liên từ when đứng ở đây là khi. Các em nhớ là liên từ này nó sẽ đi với thì quá khứ đơn. Và một điều lưu ý nữa là các em nhớ rằng với một hành động đã đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ thì chúng ta chia là quá khứ tiếp diễn. Và khi có một hành động khác xen vào thì các em sẽ chia hành động đó là quá khứ đơn. Cậu ấy đã đang tưới hoa ở trong vườn thì một cơn lốc xoáy ập tới. Như vậy thì hành động tưới hoa đã đang diễn ra và kéo dài. Chúng ta sẽ chia ở thì quá khứ tiếp diễn. Chủ ngữ là he thì sẽ là was. He was watering. Và động từ come này chúng ta chia ở quá khứ đơn. Nó biến thành từ came. He was watering the flowers in his garden when the tornado came. Cậu ấy đã đang tưới hoa trong vườn thì cơn lốc xoáy ập tới. Number 4, câu số 4. Trong câu này chúng ta cũng chia hai động từ. Vậy thì chúng ta cũng phải xác định xem đâu là past simple và đâu là past continuous. Vậy thì trong câu này các em có thể thấy một từ nhận biết cho chúng ta, đó là từ while đứng ở đầu câu. Từ này thì nó sẽ đi với quá khứ tiếp diễn. Và chúng ta có thể hiểu câu này là trong khi mà họ đã đang gọi điện để nhờ trợ giúp thì những nhân viên cứu hộ đã xuất hiện. Vậy thì việc mà họ đang gọi điện đó là thì quá khứ tiếp diễn, là cái điều mà đang diễn ra. Thì cái hành động xen vào đó là ngay tại lúc đó thì những nhân viên cứu hộ đã xuất hiện. Chúng ta sẽ chia động từ appear này ở quá khứ đơn. Như vậy với chủ ngữ là they thì chúng ta chia cho cô là were calling for help, the rescue workers appeared. Động từ này chúng ta chỉ cần thêm ed. And number 5, câu số 5. Trong câu này thì chúng ta thấy một cụm trạng từ chỉ thời gian, at 9 o'clock yesterday evening, vào lúc 9 giờ tối hôm qua. Như vậy thì hành động đang diễn ra tại một thời điểm trong quá khứ, các em sẽ chia nó ở thì quá khứ tiếp diễn. Và câu này là câu hỏi yes no. Chúng ta sẽ có chủ ngữ you thì đảo động từ to be were lên đầu câu.
Were you listening to music at 9 o'clock yesterday evening? Bạn đã đang nghe nhạc vào lúc 9 giờ tối hôm qua phải không? Bây giờ chúng ta cùng thực hành bài số 4. Hoàn thành các câu sau đây về em và những thành viên trong gia đình em. At 7 p.m. yesterday, vào lúc 7 giờ tối hôm qua. Các em có thể xem phần gợi ý trước. I was my grandmother or my grandfather, my mother, my father, my sister or my brother. Các em thấy là câu này cho trước chúng ta phần chủ ngữ. Ở câu số 1 là I was. Như vậy thì câu này chúng ta sẽ viết xem là vào lúc 7 giờ tối hôm qua thì từng thành viên trong gia đình mình đã đang làm gì tại một thời điểm xác định trong quá khứ. Có nghĩa là phần này chúng ta sẽ chia động từ ở thì quá khứ tiếp diễn các bạn nhé. Về phần động từ phía sau thì chúng ta tự nghĩ ra một số các cái động từ chỉ các hoạt động mà em và các thành viên trong gia đình em làm vào lúc 7 giờ tối hôm qua. Thì phần này tùy theo các bạn, chúng ta sẽ có thể tự do chọn các động từ. Tuy nhiên các em cần lưu ý là với chủ ngữ nào chúng ta dùng was và với chủ ngữ nào dùng were. Cấu trúc chung của thì quá khứ tiếp diễn thì nó sẽ như thế này. Chủ ngữ cộng với was hoặc là were cộng với động từ thêm đuôi ing. Trong phần này thì các em có thể tự viết, tuy nhiên thì cô gợi ý cho các bạn một số cái động từ thêm đuôi ing như thế này. Chúng ta tham khảo. Ví dụ như là cooking, đang nấu ăn, gardening, làm vườn, cleaning the house, lau dọn nhà cửa, planting trees, trồng cây, tidying the room, dọn dẹp phòng, going shopping, đi mua sắm, studying, học tập, making toys, làm đồ chơi. Đó là gợi ý của cô cho bài tập số 4. Và như vậy là cô trò chúng ta đã hoàn thành xong tiết học ngày hôm nay, phần Looking Back của bài số 9. Hẹn gặp lại các em trong video bài học tiếp theo.